Xin chào anh chị em, xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau với cái video chuyên đề về vĩ mô Ngày 16 tháng 12 năm 2023 Thì đầu tiên cho em xin phép được chào hỏi mọi người một chút Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường sờ Tốc của em Và em là Mạnh Cường Thì chúng hôm nay chúng ta sẽ đi với nhau về cái chu kỳ thứ tư Đó trong 4 tuần liên tục chúng ta đã đi với nhau về chu kỳ suy thoái này Chu kỳ uh, hồi phục rồi này chu kỳ tăng trưởng rồi này. Và bây giờ chúng ta sẽ còn cái chu kỳ cuối cùng trong bốn chu kỳ của vòng lặp kinh tế, đó chính là chu kỳ thoái trào. Thì trước tiên thì bắt đầu vào video này, mọi người xin vui lòng cho em xin một cái nút like, một cái nút share và nếu mà anh chị em nhà mình ai mà chưa có người tư vấn đi cùng thì mọi người hãy liên hệ với cái số điện thoại của em Cường là 0936 812449 IV bên viên ở bên công ty chứng khoán VPS của em là BC25 nhá mọi người nhá. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đi luôn vào chu kỳ thứ tư, đó chính là chu kỳ thoái trào. Thì đầu tiên ở trong cái slide này mọi người có thể thấy giúp em là đây chính là những cái dấu hiệu của chu kỳ thoái trào. Đầu tiên chúng ta sẽ có tỷ giá tăng này, bond yield tăng này, lạm phát tăng này nhá mọi người nhá. Rồi và tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu thấy thị trường chứng khoán rục dịch, phân phối và bắt đầu có cái xu hướng là sẽ đi vào xu hướng downtrend giảm mạnh nha anh chị em. Và ở bên ngoài đời thường thì bất động sản có độ trễ khoảng tầm 3 tháng nó cũng sẽ rục dịch và nó sẽ giảm mạnh. Thậm chí vào cái chu kỳ thoái trào nó sẽ chuẩn bị bước vào cái chu kỳ bán tháo và xảy ra đóng băng nha anh chị em. Rồi và ý thứ ba thì chúng ta sẽ thấy rằng SBV họ sẽ rục rịch hút tín phiếu. Đó, và lãi suất có xu hướng chuẩn bị bước vào cái chu kỳ thắt chặt ở cái vế thứ ba này thì anh chị em nhà mình chú ý giúp em đó là hành động của ngân hàng trung ương mỹ fed và ngân hàng trung ương việt nam mình đó là sbv và ở cái gạch đầu dòng thứ tư thì chúng ta là nhớ là tuy nhiên khi ấy thì gdp nó vẫn còn đang neo cao nó vẫn còn đang tăng trưởng nó vẫn còn đang ở cái mức cao nha anh chị em nhé và đương nhiên là khi gdp neo cao thì iip và PMI nó cũng vẫn sẽ ở mức cao, xuất khẩu vẫn tốt, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vẫn tốt nhá mọi người nhá thì cái bọn này ấy, thì khoảng tầm là 3 đến tháng 6 tháng sau ấy nó bắt đầu nó mới ngấm đòn đấy có nghĩa là khoảng 3 đến 6 tháng sau khi mà bắt đầu những cái ông này không xảy ra trước này thì khi ấy thì bắt đầu bọn IIP PMI bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cộng với xuất khẩu nó mới ngấm đòn nhá nó ngấm đòn thì nó sẽ tạo đỉnh tăng trưởng tuy nhiên nó sẽ tạo đỉnh sau khi thị trường chứng khoán tạo đỉnh và nếu chúng ta chờ cái chỉ số gọi là GDP này nó bắt đầu suy giảm thì chúng ta sẽ trễ rồi nha mọi người nhá và chúng ta phải hành động trước khi thấy có tỷ giá tăng này có bon yield tăng này có lạm phát tăng này và tiếp theo chúng ta thấy bắt đầu là chứng khoán nó rục rịch phân phối và nó bắt đầu có cái xu hướng giảm mạnh đó là những cái cú gãy khỏi cái đường MA 200 ngày đấy anh chị em mình cần phải chú ý rồi và ở cái gạch độc dòng thứ 6 đó chính là dự trữ ngoại hối của chúng ta sẽ bắt đầu giảm Cung tiền M2 của chúng ta cũng bắt đầu giảm Và tiền khi ấy sẽ được coi là đắt nha mọi người nhá Có nghĩa là khi ấy là ngân hàng nhà nước họ đã bắt đầu Bắt đầu nâng lãi suất rồi nha mọi người đó Và ở cái ý cuối cùng là giá hàng hóa giảm Sản xuất khi ấy sẽ rất là khó khăn Và thất nghiệp xảy ra Cộng với doanh nghiệp phá sản Và thu hẹp sản xuất đó ở trên đồ thị thì anh chị em mình có thể thấy là cái chu kỳ thoái trào này nó sẽ tương ứng với cái chu kỳ gì mọi người đó chính là chu kỳ phân phối và chu kỳ giảm giá ở trên thị trường chứng khoán đấy có nghĩa là nó tương ứng với cái chu kỳ này, này anh chị em này đó và nó giảm giá này đấy ở đây thì nó cũng có chu kỳ phân phối này và nó giảm giá này đó anh chị em chú ý giúp em và cái điểm nhận dạng ở trên thị trường chứng khoán đó chính là khi mà thị trường chứng khoán nó chạy nước rút này mọi người này đó nó tăng dựng đứng này sau đó volume nó cũng tăng dựng đứng này và bắt đầu hiện tượng phân phối xảy ra và bắt đầu dòng tiền lớn nó rút đi thì khiến cho volume thị trường bắt đầu nó suy giảm đó nhịp này cũng thế volume tăng dựng đứng này đó luôn luôn đi lên sau đó qua cái giai đoạn phân phối này thì bắt đầu volume giảm dần đó có nghĩa là dòng tiền lớn nó bắt đầu tháo chạy nha anh chị em nhé đấy là những cái dấu hiệu mà anh chị em mình cần biết rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái mai map để mọi người có thể hệ thống được tốt hơn Thì em sẽ mở cho mọi người một cái mai map À nói nốt ở cái này có nghĩa là ở cái chu kỳ này Thì cái chu kỳ này là chu kỳ thoái trào Thì cái đồng hồ kinh tế khi đấy nó bắt đầu điểm vào Vào cái khu vực 12 giờ nha anh chị em nhé Đó có nghĩa là bất động sản khi ấy vẫn còn đang nhục dịch tăng giá Và sau đó bắt đầu lãi suất tăng thì bất động sản cắm xuống Cổ phiếu cũng cắm xuống và giá hoàng hóa giảm Đó dự trữ ngoại hối giảm và tiền khi ấy bắt đầu là lãi suất tăng thì tiền nó đắt nha anh chị em nhé Đấy anh chị em nhớ giúp em là cái khu vực này nó kéo dài từ cái khu vực là 12 giờ cho đến cho đến 5 giờ sáng đấy bất động sản nó còn giảm giá sâu nữa cơ nha anh chị em nhé đấy là khu vực 6 giờ đó đấy là cái khu vực đồng hồ kinh tế thì ở trên cái đồ thị bên này mọi người có thể thấy giúp em là vn index là đường màu tím này bắt đầu là chu kỳ phân phối này đó giảm giá này đó và đây chính là giá dầu là đường màu đen này giảm này đó giá hrc là đường màu xanh cũng giảm này đó mọi người nhớ giúp em nhá. Và khi ấy lãi suất bắt đầu giật tăng mạnh lên này. Đó, đây chính là cái đường lãi suất. Đấy. Em thống kê gọi là nhanh qua một chút để đỡ mất thời gian của anh chị em nhà mình và đi luôn vào cái mai map thì hệ thống mọi người sẽ sẽ có một cái hệ thống cụ thể hơn nhá. Rồi. Ở cái mai map này thì mỗi một mục em sẽ lấy một cái ví dụ tương ứng ở trên cái biểu đồ quy để làm cái dẫn chứng để cho anh chị em nhà mình có thể được thuyết phục hơn chu kỳ thoái trào đó ở cái chu kỳ thoái trào này thì đầu tiên chúng ta có cái dấu hiệu đầu tiên đó chính là là bon yield tăng nhé mọi người nhé cái này mọi người phải chú ý này chu kỳ thoái trào này bon yield nó sẽ tăng này Đấy, nó sẽ tăng bắt đầu nó tạo đáy đi ngang nó tăng này thì em sẽ lấy cái dẫn chứng luôn cho mọi người xem. Ở đây em đã đó một cái biểu đồ quy trạc sẵn rồi. Thì chúng ta sẽ có cái biểu đồ của VN Index đây là biểu đồ đường màu xanh nha anh chị em nhé. Cái bond yield này nó là cái đường màu đường màu tím này để em tắt bớt cái tỷ giá đi đã. Rồi. Ở cái đường này thì mọi người có thể thấy là Đó, mọi người thấy không? Em chụp qua màn hình một chút rồi em kể cho mọi người xem. đây khi chúng ta bước vào chu kỳ thoái trào đó, bond yield bắt đầu nó đã lục rục nó tăng từ cái khu vực này này, đấy nên mọi người hết sức chú ý nha khi bond yield nó đi tạo đáy này này một thời gian rất là lâu rồi và bất ngờ có một nhịp tăng lên thì mọi người hết sức chú ý xem thị trường chứng khoán giai đoạn đó nó đã tăng mạnh chưa nếu giai đoạn đó nó tăng mạnh và nó có dấu hiệu chạy nước rút thì khi ấy rất dễ thị trường chứng khoán chuẩn bị tạo đỉnh nhé mọi người nhá Bon yield là cái sẽ có cái chỉ báo gọi là chỉ báo bond yield nó là chỉ báo leading đấy nó sẽ tăng rất là nhanh và nó bắt đầu nó xuất hiện cái hiện tượng tăng đầu tiên sau đó sẽ đến tỷ giá nó tăng nhanh chị em nhé đấy đầu tiên chúng ta có bon yêu tặng rồi và tiếp tục chúng ta sẽ có tỷ giá tăng đó anh chị em nhé cái này thì em sẽ lấy luôn cái ví dụ ở trên biểu đồ cho anh chị em đây em tắt bon đi em sẽ đưa đưa ông tỷ giá vào đó anh chị em nha tỷ giá thì có vẻ như là hơi khó nhìn đúng không để em chuyển nó về cái chế độ này nhá anh chị em rồi chế độ này thì anh chị em mình nhìn rõ hơn đây tắt bon yêu đó anh chị em thấy chưa thì giá nó tăng Đấy. chụp hình một phát này đây tắt cái hình cũ đi đã Ủa, tắt, tắt nhầm cái hình mới rồi đây nha anh chị em đó mọi người thấy này em chỉ lấy cái 5 năm thôi để cho nó ở cái từ năm 2019 đến bây giờ để mọi người có thể thấy này giai đoạn này này tỷ giá tăng này đó chứng khoán gãy này tỷ giá bắt đầu đi xuống này đó chứng khoán đi lên đó và tỷ giá bắt đầu đi lên thì chứng khoán đi xuống đó mọi người thấy không tỷ giá đi lên tạo đỉnh này chứng khoán đi xuống này tỷ giá đi xuống chứng khoán bắt đầu tạo đáy đi lên và tỷ giá bắt đầu bắt đầu đi lên thì chứng khoán chúng ta lại đi xuống đó và bây giờ tỷ giá bắt đầu ổn định thì chúng ta bắt đầu tích lũy và chuẩn bị đi lên đấy mọi người nhớ giúp em những cái nguyên tắc như vậy là được nhá rồi có vẻ là cũng dễ hiểu đúng không anh chị em chúng ta có cái ý thứ hai là đã xong bon nhiêu tăng tỷ giá tăng và ở cái gọi là cái thứ ba cũng khá là quan trọng đó chính là sbv hút tín phiếu đó những cái này thì anh chị em mình hết sức phải chú ý giúp em nha bởi vì những cái này nó khá là quan trọng đấy SBV hút tín phiếu. Ở cái SBV hút tín phiếu này thì cũng sẽ xem ở trên biểu đồ huy trạc bởi vì hiện tại bây giờ chỉ có biểu đồ huy trạc là nó thể hiện tín phiếu cho anh chị em nhà mình rõ nhất thôi Nha anh chị em nhé. Bill này. Đó. sang cái màu à, tím đi. Rồi, và cho nó thành cột trồng nha anh chị em. Đó, rồi mọi người sẽ thấy rõ hơn. Em tắt bớt đi vài thằng cho mọi người nhìn cho nó dễ nha. Đó, bill đang lưu hành. Đó, anh chị em thấy không? Ở những cái giai đoạn thị trường chứng khoán tạo đỉnh bao giờ bill nó cũng bắt đầu được được hút Đấy chẳng qua là mọi người không để ý thôi, chứ mọi người để ý một phát là mọi người sẽ có cái hành động rất là nhanh. Đây này anh chị em này, thị trường chứng khoán tăng này bắt đầu bill nó bắt đầu dục dịch hút rồi này. Và khi này là nó hút rất mạnh này anh chị em này. Đó, thấy chưa? Chứng khoán đi xuống là bắt đầu nó hút rất mạnh. Đó, cái giai đoạn này cũng vậy này. Khi mà thị trường chứng khoán mình bắt đầu là có cái khủng hoảng Covid, cái là bill nó hút rất mạnh, tiền được hút về rất là nhiều. Đó, bởi vì cái này một phần cũng đến từ cái yếu tố tỷ giá khi mà Covid nó đến ấy thì là cái dòng tiền gọi là dòng vốn ngoại nó rút khỏi thị trường Việt Nam mình. Và dòng vốn ngoại khi mà nó rút khỏi thị trường Việt Nam mình thì nó bán gọi là Việt Nam đồng, nó thu đô về cho nên nó khiến cho tỷ giá của chúng ta gọi là giật rất, rất là mạnh. Và ngân hàng nhà nước phải đẩy tín phiếu ra ngoài thị trường để làm gì? Để xoa dịu cái vấn đề tỷ giá nha anh chị em nhá. Đấy. Còn khi mà bill nó ổn định như là như ra giai đoạn này này anh chị em này. Đó chứng khoán nó tăng rất mạnh và cái dấu hiệu bill nó vẫn chậm hơn nha anh chị em nhé bill nó chậm hơn là bond yield và và tỷ giá thì khi mà nó rơi một nhịp rồi bắt đầu bill nó mới hút này đó và rơi nhịp số 2 bill hút rất là mạnh này đó và khi bill ngừng hút thì bắt đầu chứng khoán đi lên và anh chị em nhớ giúp em là cái giai đoạn này của chúng ta này bill cũng đã ngừng hút rồi nha đấy nên chúng ta kỳ vọng là chứng khoán sẽ đi lên vào ở quý 1 năm 2024 Đó bill đang ngừng hút rồi nha anh chị em nhé đấy là cái tín hiệu mà anh chị em mình có thể là là ngồi gọi là kỳ vọng với nhau được đấy tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ vĩ mô tiền tệ vĩ mô tiền tệ nó như một cái ánh đèn soi sáng cho anh chị em mình trong cái quá trình đầu tư và giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà đội tạo lập nó đang thu gom nên là nó không tăng mạnh được nhưng mà để giảm mạnh thì cực kỳ khó nha anh chị em nhé giai đoạn tích lũy nó luôn đánh khó chịu như vậy còn không có cái lý do gì để nó giảm bây giờ đâu nên anh chị em mình phải vững tin nhá rồi đấy là xong về cái phần biểu Xong về SPV build thì chúng ta sẽ đến đến cái um, thị trường chứng khoán, khi ấy thì nó bắt đầu là dục dịch phân phối nhá anh chị em nhá. Đấy nên mọi người cũng cần phải chú ý chứng khoán khi ấy nó dục dịch nó phân phối. Chứng khoán phân phối. Đó, ở cái chứng khoán phân phối này thì em sẽ sử dụng cái biểu đồ AMI Broker để cho anh chị em nhà mình thấy. Thì đây là cái biểu đồ tuần của VN Index của chúng ta. Anh chị em nhà mình thấy không? Những cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán nó phân phối thường trước đó nó sẽ có một nhịp chạy nước rút tăng rất mạnh và cái giai đoạn phân phối thông thường là nó sẽ bung những cái cây volume rất là lớn. Đó, anh chị em thấy không? Đấy, đấy là mọi người có thể nhìn rõ nhất rồi. Đó, Em chỉ lấy từ 2018 đến 2022 thôi Để cho anh chị em nhà mình có thể là Nó trực quan hơn về những cái năm về sau này Mọi người thấy cái giai đoạn này không Nó tăng rất mạnh và nó có một Cái khu vực phân phối này Đó Vôn nó tăng rất là mạnh Nhưng mà sau đó khi nó phân phối xong nó giảm giá thì Thì bắt đầu dòng tiền nó rút đi này Và volume nó Volume nó cạn kiệt đó, nên mọi người cần chú ý đấy chính là cái biểu hiện của thị trường chứng khoán nó phân phối khi mà nó tạo ra một vùng đi ngang ở phía trên cao nha mọi người nhé đi ngang nhưng mà ở phía trên cao đấy nhưng khối lượng nó không thấp xuống mà nó khối lượng nó vẫn tăng mạnh thì chứng tỏ cái giai đoạn này là một cái giai đoạn nó đang phân phối phân phối để làm gì phân phối để nó trao tay từ những cái người cá voi cá mập đẩy sang cho anh chị em nhỏ lẻ nhà mình sau đó bắt đầu nó nó mới thả cho thị trường trôi thị trường giảm nha anh chị em nhé nên mọi người cần phải chú ý cái giai đoạn này và ở bất động sản thì mọi người nhớ giúp em là cái giai đoạn này bất động sản nó vẫn chưa giảm nhưng mà đến cái chu kỳ này này tức là vào giai đoạn khoảng tầm tháng 9 năm 2022 bắt đầu là bất động sản nó giảm rất mạnh và nó đóng băng đấy. Có nghĩa là nó có độ trễ so với thị trường chứng khoán. Rồi và chúng ta sẽ thấy là chứng khoán phân phối và bất động sản đóng băng. Đó, đó là cái ý thứ tư. Và chúng ta sẽ thấy tiếp một cái ý nữa đó chính là đó chính là lãi suất nha mọi người nhá lãi suất nó bắt đầu có cái xu hướng thắt chặt thì ở cái phần lãi suất này thì đầu tiên mọi người nhớ giúp em là ở cái phần lãi suất này đương nhiên bao giờ cũng có hai phần. Phần đầu tiên là nó sẽ thắt chặt cái gì mọi người? Thắt chặt dòng tiền. Đó, thắt chặt dòng tiền đính chính là hút bill đấy. Hút bill chính là một cái cách gọi là thắt chặt thắt chặt gì mọi người? Thắt chặt định lượng. Đó. đó đầu tiên là sẽ hút bill và hút bớt cái dòng tiền ở trên thị trường về tuy nhiên vẫn chưa vẫn chưa nâng lãi suất sau đó sau cái thắt chặt định lượng này sẽ bắt đầu nó mới nâng lãi suất là thắt chặt định tính đó đó cái này thì khá là đơn giản thôi anh chị em nhà mình chú ý một chút là mọi người sẽ sẽ hiểu rất là rất là dễ thôi đó, nên là cũng không có cái vấn đề gì cả rồi tiếp đến chúng ta sẽ có cái cái thứ 1 2 3 4 5, cái thứ 6 này anh chị em nhá. Ở cái yếu tố thứ 6 này thì chúng ta sẽ đến cái phần là là GDP. Anh chị em ạ, à, khi ấy thì GDP nhá, mọi người nhá. Ở cái phần lãi suất thắt chặt này này thì mọi người cần phải chú ý là lãi suất của ngân hàng nhà nước và lãi suất của ngân hàng trung yên Mỹ Fed đó. Và ở cái phần thứ 6 này thì bắt đầu chúng ta sẽ chú ý đến cái phần có nghĩa là ở cái giai đoạn này GDP nó vẫn nó vẫn neo cao nha, GDP lúc đấy chúng ta vẫn đang tăng trưởng. Có nghĩa là so với tháng trước thì có thể là nó sẽ không giảm, nó vẫn đi ngang ở trên vùng cao ấy. Đấy, có nghĩa là GDP vẫn neo cao. Đó, GDP neo cao và PMI vẫn tốt này. Đó, và IIP vẫn cao này. Vẫn neo cao này. Đó, nền kinh tế nó vẫn đang có một như kiểu một cái đoàn tàu bắt đầu nó đi lên đấy mọi người thì khi mà muốn nó giảm bắt đầu là lãi suất sẽ sẽ tăng lên và dần dần đoàn tàu nó sẽ đi chậm 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 lại sau bắt đầu nó đi ngang đi ngang đi ngang lên đỉnh như kiểu cái một cái xe máy nhá mọi người nhá nó như kiểu này này nó như kiểu một cái xe máy này Đấy, nền kinh tế nó sẽ đi chậm theo sau khoảng tầm uh, 3 tháng thì đầu tiên là mọi người cứ hình dung là IIP và và PMI và bán lẻ hàng hóa và dịch vụ này và cái khu vực xuất khẩu nó sẽ như này này đấy khi mà hạ lãi suất ở một mức thấp này bắt đầu là bọn đấy bọn GDP nó tăng lên để tăng lên này đó tiếp tục một nhịp nó nghỉ xong bắt đầu nó lại tăng lên này đó nó như kiểu nó lên dốc ấy tăng lên này đó xong bắt đầu là là khi mà bắt đầu lãi suất có cái xu hướng bắt đầu có cái sự hút bill này lãi suất bắt đầu chuẩn bị dục dịch tăng này bon yield tăng này tỷ giá tăng này thì khi ấy bắt đầu là cái đoàn tàu nó là đoàn tàu GDP bắt đầu nó mới đi ngang này Đấy, nó đi ngang, ngang 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 bắt đầu bắt đầu thắt chặt lãi suất một phát bắt đầu đoàn tàu nó bắt đầu đi xuống này đó và cái giai đoạn đi xuống là nó đi xuống rất nhanh nha anh chị em nhá nó sẽ không có cái nhịp nhịp nghỉ lớn như này đâu nó chỉ nghỉ nhỏ một tí thôi lại cắm tiếp nghỉ nhỏ một tí thôi lại cắm tiếp đó anh chị em hiểu ý em nói không nó đúng như kiểu một cái đoàn tàu đi lên dốc và cái giai đoạn này là cái giai đoạn nhiễu động để nó chuẩn bị nó đảo chiều thì nó đi ngang đấy gdp đi ngang này iip đi ngang này pmi đi ngang này bán là hàng hóa và dịch vụ đi ngang ở vùng trên cao này và xuất khẩu cũng đi ngang. Sau đó đổ đèo. Anh chị em hiểu ý em nói không? Đấy là nó độ trễ, nó trễ hơn so với cái chính sách tuyển tệ khoảng tầm từ 1 cho đến 3 tháng, thậm chí là đến 6 tháng anh chị em nhá. Em nghĩ là chỉ khoảng tầm 3 tháng thôi. Đó. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ neo cao. họ xuất khẩu cũng vẫn tốt. Đó. về sau thì bắt đầu khoảng tầm 3 tháng sau nó mới ngấm đòn nha, anh chị em nhé nên là khi ấy nhiều khi anh chị không hiểu anh chị lại bảo nền kinh tế đang tốt như thế này Tại sao chứng khoán lại tạo đỉnh được đấy mọi người thấy chưa có nghĩa là chứng khoán bản chất nó cũng là một cái chỉ báo động khi mà tiền tệ nó báo động một phát là chứng khoán nó bắt đầu có cái xu hướng là dục dịch đổ đèo ngay và và GDP và những cái chỉ số nền kinh tế nó là cái thứ đổ đèo sau nha mọi người nhá nên mọi người nhớ chú ý giúp em đến khi ấy thì đừng có căn vào nền kinh tế để mà để mà đầu tư bởi vì là lúc đấy chúng ta đã quá trễ rồi nhanh chị em nhá rồi Nào, tiếp theo tiếp theo cái GDP neo cao này rồi chúng ta sẽ đến cái um, mục đó chính là đó chính là chúng ta bước vào cái chu kỳ thoái trào và bắt đầu chúng ta thấy dự trữ ngoại hối suy giảm nha anh chị em nhé Dự trữ ngoại hối giảm Cung tiền M2 giảm À em phải cho mọi người xem cái GDP nó neo cao này đã nhé Đấy để cho mọi người gọi là Thuyết phục hơn Thì cái này em sẽ bỏ cái build đi Đấy, em sẽ đưa GDP vào GDP 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 danh nghĩa GDP thực này GDP danh nghĩa GDP theo hiện hành này để em xem đưa cái GDP nào vào này cái này không đúng rồi cái này là GDP GDP quý 3 EOE Đúng rồi Nhá anh chị em nhá Này là Đúng rồi này Đấy chúng ta đưa GDP vào Chúng ta GDP quý Thì nó mới đến quý 3 thôi Thì nếu mà xem Ở trên cái gì nhỉ Xem ở trên cái um, Trading Economic Thì nó đã có đến Ấy rồi Nhưng mà không sao Mình cũng xem cái này cũng cũng được nhá anh chị em nhá đó thì anh chị em mình thấy không cái giai đoạn này gdp nó còn tăng trưởng rất mạnh này đó mọi người thấy không gdp rõ ràng là có độ trễ này nhé để cái uh, 10 năm đi đó ôi từ chết rồi à, nó không hiện lên từ từ chút chụp lại nha anh chị em anh chị em thấy này chứng khoán tạo đỉnh này GDP vãi về sau bắt đầu mới đi xuống này đó anh chị em thấy chưa mọi người thấy rõ ràng không đúng không về sau bắt đầu nó còn hồi phục bắt đầu nó mới đi xuống này cái đoạn này nó mới đi xuống mạnh này đấy đoạn này là do covid này đấy còn cái đoạn vừa rồi mọi người có thể thấy là chứng khoán tạo đỉnh ở đây này nhưng GDP nó vẫn còn tăng veo lên cái khu vực này nó tăng khoảng gần 13 phần trăm nhá GDP cái ấy nó tăng khoảng 13 phần trăm nhưng chứng khoán nó đã đi xuống rồi đấy nên là mọi người mà chờ vào GDP bắt đầu nó quặp xuống này thì mãi về sau nó mới quặp thì là mọi người sẽ bị trễ nên là đến cái khu vực mà bắt đầu tiền tệ nó bắt đầu có cái có cái xu hướng là thắt chặt này ngân hàng hút tiền này và lãi suất bắt đầu có cái sự thắt chặt định lượng thắt chặt định tính là mọi người phải chạy ngay bỏ của chạy lấy người chạy hết những cái tài sản gọi là rủi ro như là chứng khoán bất động sản chạy trước đi chứ đừng chờ nền kinh tế gọi là GDP bắt đầu nó nó bắt đầu nó mới giảm là mọi người lại nhiều khi lại là chạy đúng ở cái đáy đấy nha anh chị em nhá đấy bởi vì cái giai đoạn này mọi người thấy không gdp nó còn tăng vống lên này giai đoạn này như vậy gdp nó vẫn còn tăng vống lên chứng khoán tạo đỉnh xong bắt đầu gdp nó mới suy yếu đó nên mọi người cần phải chú ý giúp em là gdp bao giờ nó cũng có độ trễ hơn thì em lấy một cái gdp là chung thôi còn mọi người rảnh thì mọi người có thể bỏ thêm cái ip vào này cái pmi vào này và cái bán là hàng hóa và dịch vụ vào này mọi người nhìn nó sẽ trực quan hơn đó thì làm cái video này thì em muốn làm nó cũng nhanh gọn hơn bởi vì gdp nó là cái cấu thành chung của những thằng kia cộng lại rồi đó nên là em đặt thằng gdp vào đây là mọi người nhìn sẽ rõ hơn nhá rồi, chúng ta sẽ đến cái thằng dự trữ ngoại hối giảm, đó dự trữ ngoại hối. Thì em đưa luôn cái thằng dự trữ ngoại hối vào đây, em sẽ tắt cái thằng GDP đã. Rồi. Đó, em tắt cái thằng GDP đi. Đặt vào. Rồi. Anh chị em nhìn rõ không? Chắc là rõ đúng không? Cái dự trữ ngoại hối này là nó nó đi liền luôn cùng với cả VN Index đó. VN Index chuẩn bị đổ đèo một phát là dự trữ ngoại hối nó nó cũng trễ hơn một tí thôi nha anh chị em nhá. Nó trễ hơn một chút thôi. Đó, nó cũng có độ trễ nhưng mà nó trễ hơn một chút thôi. Đây anh chị em này. Đấy chứng khoán đổ đèo này, dự trữ ngoại hối sau đó nó cũng đổ đèo này. Nhìn lại này vậy này, dự trữ ngoại hối tăng rất mạnh này, sau đó chứng khoán đổ đèo này, dự trữ cũng đổ đèo này đó và đoạn này kể cả cái đoạn xình xình này dự trữ nó cũng đang đổ đèo đấy bây giờ nó bắt đầu có cái xu hướng ngóc lên này đó anh chị em ạ như anh chị em nhớ nhé khả năng là quý 4 này dự trữ ngoại hối của chúng ta tiếp tục tăng khoảng tầm 3 đến 5 tỷ đô anh chị em ạ nhé theo em tính thì khoảng tầm 3 tỷ đô đấy nếu mà có cái số liệu tháng 12 này nữa là em sẽ tính chuẩn được luôn đó rồi đấy là về cái phần dự trữ ngoại hối chúng ta sẽ còn cái cung tiền M2 nó cũng sẽ giảm rất là mạnh M2 giảm mạnh cung tiền M2. Đó. Anh chị em nhớ thêm cả cái chỉ báo gọi là cung tiền M2 nhé. Đấy, chúng ta sẽ có nhiều cái chỉ báo để chúng ta kết hợp thì chúng ta sẽ có cái độ tin cậy cao hơn. Đó thì cái này thì em sẽ đặt cái M2 vào đây. Đấy, cung tiền. Tắt dự trữ ngoại hối, đưa cung tiền M2 vào. Đó anh chị em sẽ thấy là cung tiền M2 Cái giai đoạn thị trường chứng khoán tạo đỉnh là nó cũng sẽ giảm rất là mạnh Đoạn này thì nó nó không giảm mấy Năm 2018 bản chất cung tiền M2 là không giảm mấy Nhưng năm 2022 là cung tiền M2 nó giảm rất mạnh nhá Cái đoạn này là giảm mạnh đấy Chẳng qua là đây chúng ta phải đưa về cái biểu đồ phần trăm thì nó nhìn nó rõ Đó Đó nó cũng giảm nhưng mà mình nhìn nó không rõ thôi mọi người ạ à, Bởi vì bản chất là nó chỉ có giảm thôi nhưng mà nó không có giảm nhiều Đáng nghĩa là nó phải giảm mạnh ấy, nhưng mà do ở trên cái biểu đồ này nó không biểu thị được gọi là Được gọi là kỹ lắm cho nên là mọi người cứ hiểu nôm na là như vậy Có nghĩa là giai đoạn đó cung tiền M2 nó cũng có giảm Đó còn bình thường nhưng các năm là cung tiền M2 nó cứ từ 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 nó đi lên Nó trũng xuống một phát này Mọi người nhớ nó trúng xuống một phát này Đó là cái thời, thời kỳ là là thị trường chứng khoán nó cũng đang đi vào cái chu kỳ giảm giảm sút đó tổng phương tiện thanh toán em không ngờ là cái này khi mà lên biểu đồ nó nhìn nó cũng không rõ lắm nha mọi người nhá nên là mọi người cũng chú ý đến cái cung tiền m hai này rồi đó là những cái ý chính ở trong cái video ngày hôm nay thì để em xem còn cái dấu hiệu nào nữa không giá hàng hóa giảm đúng không mọi người thì chúng ta sẽ đặt thêm vào cái combo DT vào đấy giá hàng hóa giảm mạnh đó thì ở cái này thì nó lúc nãy em đã nói ở trên cái biểu đồ này rồi này anh chị em đây này cái đường màu xanh này này đó chính là giá hrc này thôi để đưa vào cái biểu đồ huy chạc cho mọi người nhìn cho nó rõ chúng ta sẽ đưa cái giá dầu này ben giá dầu Đấy, lấy một cái giá dầu. đó anh chị em thấy không? khi mà chứng khoán nó phân phối nó giảm mạnh thì giá dầu nó cũng có cái xu hướng giảm. bởi vì khi đấy xu hướng là thị trường chứng khoán nó giảm là nền kinh tế nó có cái xu hướng là bị suy thoái và chậm lại. và khi nền kinh tế nó suy thoái và nó chậm lại thì tương ứng với việc tiêu hao năng lượng nó sẽ cái nhu cầu về về dầu nó cũng sẽ thấp đi. Đó mọi người thấy không? Thị trường chứng khoán đi lên thì dầu nó cũng tăng rất mạnh này. Đó, dầu nó cũng tăng rất mạnh này. Sau đó khi mà chứng khoán đổ đèo này là dầu nó cũng bắt đầu đổ đèo mạnh này. Đấy, anh chị em thấy không? Nó quá là tương quan nhau đi. Đấy cái đoạn này cũng vậy này. Đó, để mọi người chỉ cần nhìn nôm na như vậy là mọi người hiểu. Khi mà chứng khoán nó chậm lại là nền kinh tế chậm lại, nền kinh tế chậm lại thì commodity nó cũng chậm lại đấy có nghĩa là giá hàng hóa khi ấy nó giảm nếu mà đặt thêm cái giá thép lên đây nhìn sẽ rõ hơn nhưng mà em đặt một cái giá dầu lên thôi để cho mọi người gọi là nhìn qua qua thôi bởi vì cái này là nó nó cũng không quan trọng lắm bởi vì nó những là những cái chỉ báo nó gọi là phía sau cùng đấy còn những cái chỉ báo chính mà mọi người cần nhớ đó chính là cái cái bọn đầu tiên này này đấy, cái bọn bond yield này tỷ giá này tín hiệu hút tín phiếu của ngân hàng nhà nước này đó và tín hiệu thắt chặt lãi suất này đó, còn nếu mà chờ đến lúc hàng hóa giảm thì nhiều khi là mọi người chờ đến lúc đấy nó bị trễ rồi Nhá mọi người nhá. Đấy, nên là phải chú ý những cái ông gọi là em để lên đầu tiên này là những cái ông gọi là leading, những cái ông này là những cái ông gọi là đóng cái vai trò là báo hiệu sớm nhất để cho mọi người có thể tháo chạy khi mà thị trường chứng khoán nó đảo chiều chính sách tiền tệ. Đấy và chứng khoán nó đồ đèo nha anh chị em nhá rồi thì đấy chính là những cái phần mà những cái ý mà hôm nay em muốn nói với mọi người trong cái chu kỳ thứ tư thì mọi người nhớ giúp em là khi mà giá hàng hóa giảm mạnh này nó kèm theo luôn cả với cả là là các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này doanh nghiệp thu hẹp sản xuất đó pmi giảm mạnh đó IIP cũng giảm này Bọn này là lúc đầu là nó Ở cái phần phía trên này nha mọi người nhá Ở phần phía trên này thì nó chưa ngấm đòn Nhưng về sau bắt đầu nó mới ngấm ngòn Khoảng tầm 3 đến 5 tháng sau thì nó ngấm đòn Đó Bắt đầu bọn này bắt đầu nó mới đi xu hướng giảm này IIP giảm này PMI giảm này Doanh nghiệp thu hẹp sản xuất này Thậm chí là công nhân thất nghiệp này Đó Phá sản này Đấy Đấy là cái ý cuối cùng nó như cái này là cái chỉ báo gọi là cuối cùng mà khi anh chị em mình nhận ra những cái chỉ báo này đôi khi là khi ấy là chứng khoán nó lại bắt đầu chuẩn bị chuẩn bị tạo đáy nha anh chị em nhá. Nhớ giúp em là như vậy. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi với nhau với những phần như sau. Có nghĩa là tổng kết là cái chương trình bốn chu kỳ của vòng lặp kinh tế. Thì anh chị em nhà mình nhớ đầu tiên sẽ là chu kỳ suy thoái. Thứ hai là chu kỳ hồi phục thứ ba là chu kỳ tăng trưởng thứ năm là chu kỳ thoái trào thì chúng ta đã đi với nhau hết bốn chu kỳ ở trong bốn tuần này rồi thì bắt đầu sang tuần sau thì em sẽ đi vào phân tích những cái gọi là tổng quan về vĩ mô cuối tuần đó có nghĩa là vĩ mô cuối tuần có biến động gì thì bắt đầu anh chị em mình, nhà mình sẽ update với nhau vào cuối tuần coi như là cái này chúng ta đã đi với nhau xong rồi thì ai anh chị em nhà mình ai mà cần thì có thể là liên hệ trực tiếp với em để lấy cái slide này nhé mọi người nhé để mọi người về nhà mọi người nghiên cứu thêm rồi À cuối cùng em cũng chúc mọi người có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và nhớ là khi mà mọi người cần đến một người tư vấn, đó, một người phân tích và một người đi cùng với mọi người trên suốt cái chặng đường đầu tư thì mọi người hãy nhớ đến em Cường với cái Zalo của em là 0936812449 liên hệ trực tiếp với em hoặc là kết bạn Zalo với em nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt mọi người.